Trời, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Dạ, hello cả nhà nha. Hello cả nhà nha. Dạ, chào mừng bà, cô chú, anh chị quay trở lại với kênh Hoài Phong TV nha mấy chị ơi. Thì bây giờ là rất chi là tối luôn nha mấy chị. Cỡ 6 giờ mấy, gần 7 giờ đó mấy chị ơi. 7 giờ đó trời. Ở đây em nghe tiếng cóc nháy ảnh ương bò tọt kêu, nó kêu ẹt 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 kêu mấy chị. Dễ kêu đấy. Cũng rất chi là não lòng một phần, cũng rất chi là sợ luôn mấy chị. Tại vì có em với bạn Caramel vô đây mấy chị ơi. Tại vì hôm bữa giờ là nó cho này kia kia nọ quá chớn rồi mấy anh chị. Nó lâu lâu có chiếc xe chạy ngang vậy đó mấy anh chị. Chứ cái đường này là cái đường tung gáy á, đường vô độc nha mấy anh chị ơi. Ta để đèn này khi anh chị em anh em đi đi làm xài này kia đó mấy anh chị. Giường này kia nọ giờ chảy đâu đó. Thì bây giờ sẵn chớn em với bạn Caramel rủ nhau ra đây bày mưu tính kế đẩy mấy anh em kia, cho mấy anh em kia lên thiên đàng một bữa nha mấy anh chị ơi. Chứ bữa giờ mà nó nhà đó hay nha. Chuẩn bị sẵn hết trơn luôn nha mấy anh chị. Bây giờ em sẽ điện cho mấy anh em kia coi có ai rảnh này kia kia nọ không, để cho bạn Caramel trò chuyện này kia. Để cái gì? Nhắm tin nhắm một cái ban rồi nó gặp chuyện ngoài cầu mương nè. Đúng rồi, cái chỗ này là chỗ khác thôi, mở mấy em cho nha mấy anh chị. Chỗ này chỗ khác nha. Tại mình làm một chỗ riết á, nghi ngờ, mạnh nghi ngờ liền là anh không ra đâu. Bây giờ em sẽ chơi cái chỗ mới, chỗ này là không ai biết luôn. Là em sẽ nói đi dọc quá. Quá trời mũi cắn rồi mấy anh chị. Đi sương sương chứ. Đúng rồi, nó chạy lên đây sương sương. Tại trên đây phía trên đó chạy qua đó là đụng đầu chợ anh chị. Có quán rồi đó, im lắm, mát mẻ lắm chị. Thì bây giờ em với bạn một khúc sáng một khúc tối, thứ nào mà chịu nổi. Em nhìn cái muốn giận tống gáy ra đó. Thêm trời chớp nữa mấy chị. Trời chớp nữa, thứ rồi. Dạ, thì bây giờ em với bạn Caramel sẽ đặt cam ở đây nha mấy chị ơi. Thì cái màn cho như thế nào thì mời cả nhà đón xem nha mấy chị. Dạ, hello cả nhà nha. Bây giờ em sẽ buộc cái đầu Maricanh vô nha. Em thấy vô cái bụi vậy đó. Thì bây giờ bạn Caramel đó mấy anh chị sẽ buộc cái đầu vào cái cọng dây và dục vô trong cái bụi bên này nè. Đợi một xíu nữa là mấy anh em kia chạy lên cái đường này nè, rồi đầu bạn Caramel nó bên góc này là kéo cọng dây qua luôn nha. Thì sẽ xem cái phản ứng của mấy anh em kia như thế nào nha mấy anh chị. Thì chỉ mong cho mấy anh em kia chạy xe đúng đường nha, chứ đừng có lủi cái ứ ra chỗ này là hai bên đây là mương không nha mấy anh chị. Một cái một là thú hình luôn. Đó, thì bây giờ bạn Caramel sẽ giấu vô trong đây nha mấy anh chị. Đó, thì bạn Caramel sẽ giục cái con dây qua bên đây nha mấy anh chị ơi. Đó, tới trong đây rồi. Đó, thì bây giờ tới bạn nhỏ nghe cả nhà. Tới em. Đây, hiện tại giờ là trên tay em cầm một cái áo trắng nha mấy anh chị. Cái áo này thường là cũng đung ba gì đó mấy chị. Cái áo này như là nó bốc mùi vậy mấy anh chị ơi. Không có giặt rồi nước nhạt hết. Thơm không? Thơm hay thúi? Thơm thơm đi, cho nó thơm đại vậy cái nhà. Gì vậy? Trời mà đi mà mặc áo trắng này đủ sợ rồi mấy chị ơi. Chứ chi cái đầu tóc của mấy chị ơi. Tao quải trà đậu hư rồi đó. Hồi này mặc sao gì trời, này nhớ dũng cái mệt với trời. Đem lấy đâu ra gì queo. Thọt cái dưới á, thọt chứ thọt lên. Thọt lên phải không? Ừ. Bây giờ em lấy hai cái này em làm hai cái giò của em đi mấy chị. Chơi gì nè mấy chị. Đó. Bây giờ, đó bây giờ em chơi gì nè mấy chị. Nè em thọt cái giò em ở đây thử coi vừa không. Không có vừa đâu. Vừa hết trơn rồi quên. Thử rồi. Chơi luôn hả? Bây giờ em thử rồi mấy chị. Chơi thiệt luôn hả? Vô anh chị. Làm chơi gì đi anh chị. Trời, xong một tấn nữa người ta mặc người sao. Cũng được đi, bình thường sao không. Kéo kéo đâu em. Tắt em đi chân không gì nè anh chị. Bây giờ đạp cây rồi. Đau. Đó, các anh tới ra em chờ cái đầu của em như gì nè anh chị. Em để như nè. Cái đầu tóc đâu rồi. Đầu tóc đâu. Rồi nhận gì thôi anh chị. Đầu tóc. Nè, đậu lên. Bây giờ em sẽ thổi cái đầu lên nữa nha cả nhà. Chùm găm đồng. Thì một xíu nữa vô màn cho này em sẽ đậu cái đầu này lên nha mấy chị. Thì cái màn cho này em với bạn Caramel như thế nào thì mong cả nhà đón xem nha mấy chị. Nếu có hay thì hấp dẫn thì cả nhà mình cho em một like, một đăng ký kênh nha các anh chị. Go. Hello cả nhà nha. Giờ em sẽ đặt cam lên ngay cả nhà. Đỡ mảnh ra.
vậy? Đi ghê trời, đi ghê trời. Hỡi đại ca, nghe danh từ rất lâu, giờ đây mới gặp anh, xăm con rồng xanh. พอ package entertainment มีให้คุณเลือกแตกต่าง will be in support กันเลยเน็ตเพิ่มเติมในราคาช่วยคว้าซับเบอร์ลำซอยเต็มเต็มต้อยทางจำลองเชียวเด็กพอนะฉันเต็มเล็กยงนัวจนพักซอยคุ้มเปิดเต็มเพิ่มbây giờ cái nhà ơi vậy cũng quá mệt rồi cả nhà ơi, để em thở một xíu đợi báo vô là em đẩy nó một chỗ nữa nha nhà. Giờ chú Hai là ông chạy tới nhà luôn rồi đó. Giống nè, giống này, giống này. Rồi cho xe tới chuyện này. Đỡ báo ra nghe em chị ơi, thì em biết mấy anh em có cảnh không nữa, để đi ra không nữa thì có ai ra thì mình sẽ cho anh đó nha em chị ơi, cũng tranh thủ như này cũng sắp mưa em chị, cho người ta nhưng mà mệt quá anh chị ơi. Dạ dạ thì giờ em sẽ vô vị trí nha anh chị. Thank you.
không lẽ nào đây là sự thật? Ấy là bao nhiêu ý tụi mấy ông cô đậu ơi, ông cô đậu trời tôi chân về nơi ngàn tuần sao rơi rớt trên thành thời chú tiếng ru ngàn trời tôi chết đó đó trời ơi, trời ơi là trời là la dữ vậy, nãy chuột á, nãy thấy mày tiểu đây trời. Trời ơi, chạy lụi đây, chết tao chết. Ê, quỷ, mấy mày cũng đi nhậu ở đâu vô đây vậy trời? Nhậu đâu, nhậu này nè. Nhậu, nhậu đâu? Sao không, tao có sự hụ nữa mày. Bộ ông nậu lắm ở đâu đây vậy trời? Tao bị hù. Ông hù mày, mày thấy ông chơi chuyện đó đó. Ông rất ơi, chứ nó khàng hụ chạy tao đó. Tao, tao chờ hồi nào mày, tao bị hù. Ừ, là trời. Tao cũng là nạn nhân ấy mày. Ôi là trời đi, cái đợt gì? Cái gì vậy? Cái gì bay vậy? Mẹ cái nhà không? Mấy ông cố nậu quá, mấy ông cố nậu. Trời ơi, nó xém xẻo luôn rồi nhà. Tại mưa báo nó sợ ma lắm anh chị. Nó cứ đứng tay nữa. Hồi nãy hen, mà không có xe nào chạy ngang cái hen. Em đứng ngồi cậu im luôn hoài lên là nó xẻo luôn á. Trời ơi, trời. Nó chơi chỗ này chắc có ngày chết đó cả nhà, cả nhà. Không biết rồi. Không biết rồi. Nói luôn gì trời. Quá mệt cả nhà ơi. Chơi. Dạ nói chung này có hai anh em cho anh quên thôi mấy chị ơi. Chứ mấy anh em kia mất tiêu hết trơn rồi. Ok chờ không ra thì thôi mấy chị ơi, thì bây giờ con dành hai phần đặc biệt cho chú Hai và báo nha mấy chị ơi. Thì ban đêm mà cho anh có chị lớn mấy chị, tại giờ trời đang chuyển mưa chớp chết chứ chết rồi, thứ mà áo trắng đứng ra một cái nữa là nó gì hoài nè. Trước mắt là tao thấy ớn hàng mày rồi đó. Là hết hồn liền mấy chị ơi. Nghe nó nắm nó không cho mình chạy tới nó kêu lại nó cứ ngắt. Lộn chỗ đẩy cái đầu hoài. Ôi trời ơi. Dạ thì thôi bây giờ màn tròn của em như bạn Caramel đến đây kết thúc nha mấy chị ơi. Thì nếu mấy chị có hay hấp dẫn thì cho mấy em một like hoặc đăng ký kênh nha. Và đừng quên bấm vô cái chuông khi có video mới nha mấy chị ơi. Ông nè, hồi nãy hôm qua là cảm ơn sự hợp tác rất là ok đến từ chú Hai luôn nha mấy chị. Dạ chào dạ, bye bye cả nhà nha. Tại sớm giùm em 3-1 mấy chị. Cảm ơn mấy chị nha. Ông cứu hậu của tao tù lao 3-1 với trời. Ê nhồi. Chưa từng thấy người quay. Ông nậu nó quay ngang quay lại không thấy không đúng cùng thử lừa hết hồn nữa. Ê đâu nó ai thằng tôi nhậu đỡ nậu nó không nậu nó không hay nữa. Ừ. Đã. Đó là tờ, cái gì? Nậu thấy cả nhà. Thề nè. Ôi trời em chờ gì đó. Mơ mốt nè, thấy cảnh nè. Có đâu đi nhậu thiệt nè. Đi. Ôi trời. Đi nhậu. Mệt.